Chào các bạn. Hiện tại tụi mình đang ở siêu thị Aeon. Hôm nay tụi mình sẽ chơi trò chơi là 24 giờ ăn theo màu nha. Rất là nhiều bạn comment luôn. Hôm nay mình quyết định là mình làm luôn cho đủ bộ. Sao nhiều màu chứ? Có 9 màu à. Mà mấy cái màu mà mình mua với màu bạn có 9 màu mà. Chứ mấy cái màu ví dụ như nó pha nhiều quá thì thật sự là không ai bán hết á. Nên mình chỉ mua đúng 9 màu. Nên chơi được có 3 người, ăn 3 bữa và mỗi bữa là bốc 3 tờ. Tức là được 3 bữa. Sáng, trưa, chiều. Rồi hiện tại là mấy giờ bốc cho các bạn coi coi. Rồi đây, hiện tại là sắp 10 giờ sáng nha bạn. Tụi mình sẽ thử khách tới 10 giờ sáng. Ủa, tụi mình sẽ thử khách tới 10 giờ sáng ngày mai nha. Đây bây giờ là bốc thăm luôn. Trùng đồ ăn không? Bây giờ buổi đâu? Ngày vô hồ vàng ăn cái gà rồi buổi sau bốc vô hồ vàng ăn gà nữa hả? Vàng gì bỏ ra mà. Bỏ ra hả? Bốc 3 tờ là bỏ ra. Tức là em bốc rồi chút anh bốc rồi sao? Lấy ra mà, tờ em bốc ra lấy ra chứ. Ở nhà nhiều lắm hả? Có 6 tờ, có 9 tờ là bốc là lội ra, bốc là lội ra. Thấy không? Rồi ok, hiện tại là mình quên đem phải cái hồ của bạn nên mượn đỡ cái vỏ xe đạp này nha. Giá xe này nhiêu anh? Trời, với xe đạp là bao nhiêu rưỡi hơn à? Mắc chưa? Xe đạp 2,5 triệu. Xe nhật, xe nhật, xe nhật. 2,4 triệu mà anh đem ra làm hùng ghét. Ok, đổ giấy vô nha. Rồi bốc hàm luôn. Muốn bốc gì bốc đi. Không lựa nha, không lựa nha. Lựa hộ, cái này lựa hộ. Banh ra cho bạn coi coi, ăn được giờ em. Ai đồ. Mới giờ nó bốc được idol đen phâu nha. Do mình mua giấy màu không có màu đen nên mình phải lấy ảnh idol của mình. Mình rất là thần tượng đen phâu các bạn nên mình quyết định đây là màu đen nha. Rồi ăn phải ăn đồ ăn màu đen. Wow, đây đúng rồi trời. Còn tí được cái gì? Đây là xanh dương. Bộ phải ăn màu xanh không giờ ăn màu xanh nữa. Rồi nói chung là tí là ăn sáng là đồ xanh dương. Còn ăn là ăn sáng đồ màu đen nha. Đen chứ phải đen vâu cho mà nội đen nha. Bữa Ê lụm giùm anh coi. Bữa em cho mày giấy màu xanh cũng đâu có gì ăn đâu hả anh. Chết rồi mời. Rồi ăn ăn bánh Orion tiếp rồi. Khui giùm anh ra thọc cái tay. Khui giùm anh coi. Coi mấy bạn coi mua màu gì. Xem mấy chị trùng. Vậy màu cam. Cái này là màu cam nha bạn. Cam. Rồi số mơi là mình ăn cam, đúng rồi ăn cam. Còn ăn là nó ăn màu đen, còn tí là ăn màu xanh dương. Ok, bây giờ sẽ vào siêu thị và tìm mấy cái món đồ ăn sáng nha. Bắt tiền. Ủa, cái này là ăn trưa 10 giờ. 10 giờ là ăn trưa với bạn, nói chung là ăn trưa, tụi mình lựa đồ các. Nói chung là ăn trưa nha. Ok, đi thôi, lấy đồ lại, lấy giấy lại. Rồi mình một cam mình nghĩ là mình sẽ mua. Ủa, cái này là quýt, không sao, mua quýt luôn. Ăn quýt, ăn tráng miệng mình ăn quýt nha. Bảo lấy giúp anh cái bịch, cái Bảo bứt nó ra. Anh đồ, anh đi kiếm đối rồi, banh đầu kia kìa. Rồi bỏ quýt vô nha. Mình mua quýt này là mình được lựa quýt ngon, sau đó mình bỏ vô bịch này mình đem lần kia bịch căng nha bạn. Rồi hai trái thôi, rồi bỏ vỏ, bỏ xe. Căng giùm em cái chị ơi. Hai trái 30.000 cái gì, hai trái 33k. Ok, sau khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ đi lựa thì tụi mình mua được nhiêu đây các bạn. Do buổi sáng là mình không quy định số tiền nên mình cho tụi nó mua thoải mái. Chắc mình nghĩ là chắc buổi chiều là mình sẽ quy định số tiền để mua ít lần nha. Nó mua quá là nhiều luôn, tùm lum tùm la toàn là đồ ăn giặt không các bạn. Nè như tí nè, nhìn tí là biết rồi. Đâu có đồ ăn nào màu xanh đâu anh. Nhìn là biết cái độ trẻ trâu của nó rồi, nó mua một đống gì. Đà nát. Mì tế em nè. Mì tế em, mì Doraemon nè. Có màu xanh nè. Xin gum nè. Rồi xanh đỏ vàng tím thì tùm lum. Đây Doraemon đó nè. Nói chung là của nó là màu xanh luôn rồi. Em ăn gì nè, em tính ăn trưa em ăn gì? Em à. Chưa bóp cho màu khác đâu mà. Đâu có, hiện tại đây ăn trưa. Giờ là nhịn đó tới chiều á, ăn vô đây là ăn tới chiều á. Vậy chắc ăn mì sống thôi, cho nhà để ăn mì sống. Vậy là anh tí nó chỉ có bịch snack với lại uống nước ngọt với lại ăn hai gói mì, hai ly mì sống vậy hả? Đây có nước ăn mì không? Có, nếu mà có kia thì sẽ có. Lại đang khu ẩm thực thì có nước. Rồi xíu ăn mì gói. Tại vì trải nghiệm ăn mì không thử coi. Nói chung là mình là quy định là cả ngày là không có được ăn cái gì khác các bạn, nó chỉ ăn nhiêu đây thôi nha. Là tới chiều mới được ăn cái khác. Mì giờ nó thơm ghê. Mì trẻ em. Trẻ em thơm. Rồi. Đồ có hình dáng nè, này hình dáng nha. Hình dáng Doraemon. Quá tiếu luôn. Đồ nước màu xanh hả? Có hôi mà ra có gì nhẩm à. Hôi thử Doraemon thì có gì trong đây ha. Người ta hôm đi. Người ta đúng màu luôn anh. Biến màu xanh mà. Từ từ để mình thôi thử cái Doraemon này coi có gì trong đây nha. Mình cũng tò mò.
Cái gì vậy tí? Cái gì tí? Ủa cái gì có vậy thôi hả? Rồi lấy thử coi cái bạch gì vậy em ăn thử coi cái gì vậy? Trong xin gom. Xin gom. Ừ, mà chỉ có chỗ xé em chứ sao kìa. Ồ trời ơi. Đúng rồi, xin gom. Ở xin gom này màu cam. Xin gom này màu cam nha. Thôi vậy mình ăn luôn. Anh đù. Anh màu cam mà. Mua dùm luôn. Ờ vậy vậy. Nè 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 em ăn con, anh ăn con Pokemon này nè. Cần lấy ra các bạn coi Pokemon. Đây ở trong con Pokemon bự sẽ có cái Pokemon nhỏ nha. Rồi quạt thương bài của em luôn. Rồi tiếp theo là màu cam của mình các bạn. Mình thấy cái gà này trong hình là nó rất là cam luôn. Nó rất phô mai lên, nó phô mai màu vàng cam này nè. Rất là cam nhưng mà thật ra là mua ra thì không có cam lắm nha. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn có thể chấp nhận được vì nó có rất phô mai cam lên đây nè. Phô mai màu cam. Rồi mình đang quýt. Quýt hả? Xúc xích. Quýt bự hả? À? Rồi xúc xích thấu lồ. Rồi nước cam. Và xì nát Thái Lan. Nát Thái Lan cũng màu cam luôn. Chíp à. Đúng rồi, nói chung là bữa ăn trưa của mình có đùi gà là mình nghĩ là có thể ăn no ra tới chiều. Đùi gà không chấm tương ớt cũng vậy. Đùi gà rất phô mai. Ăn rất ok luôn á. Mình có tráng miệng bằng quýt nữa nha. Nói chung là bữa trưa mình chuẩn bài luôn. Đúng không? Đơn giản mà. Đúng rồi, có món chính rồi món tráng miệng luôn. Rất là ngon. Mua xúc xích nữa kìa, ăn rồi có xúc xích nữa kìa. Đó. Xúc xích. Tí có xúc xích rồi, tí không ăn mà đi ăn kìa. Ủa tí có xúc xích mà. Tại vì có xúc xích. Nè. Đó này xúc xích nè. Quên. Rồi quên. Điện mua. Rồi ok là tới phiên review của cô An nha. Đâu thằng tượng em đâu rồi? Anh vô đây. Anh đang vô từ từ. Đây, thằng tượng idol của cô An nè. Vừa vô đã bốc được idol rất là may mắn luôn. Thì có idol nên em mới mua nó ủng hộ idol nha. Đây, mua cặp với bot để ủng hộ idol nha các bạn. Anh đem vô là quảng cáo cho cái cà phê bot này nè nha. Nói chung là cà phê này rất là đen luôn. Đúng chắc đen luôn. Vô quốc thử ly cà phê cho mấy bạn xem cà phê đen vô. Cà phê tỉnh ngủ. Đúng rồi. Hồi trưa hả? Trưa rồi. Hiện tại là 11 giờ rồi. Trời ơi, nó đen. Đắng hề. Đắng. Đắng hả? Ừ. Không có tí đường luôn. Ủa của em ăn cái gì? Món chính. Rồi món phụ của em là cái gì? Tráng miệng đó, tráng miệng mà. Ủa? Thì mới gọi món phụ cũng được mà. Rồi tráng miệng là blueberry. Đâu phải đâu, cái này gọi là cái gì quên rồi. Blueberry. Gọi là Việt Quất. Việt Quất. Nhìn nó giống cái trái tầm kìa ha. Giống cái trái ổi, tầm ổi đó. Mấy trái bao ngoài bì, ngoài sông mấy bạn. Wow. Mình không được ăn nha, mình chỉ được nhìn thôi à. Rồi ăn thử coi ăn. Nghe sao em? Ngọt không? Tựa tựa giống nho vậy á, mà lạc hơn nho miếng, nho ngọt hơn. Nó có hộp không? Không. Vỏ dày không? Nó có hộp chứ. Mềm lắm. Vỏ mềm luôn. Y như nho vậy, ăn cái ruột nho mà nó ngon ngọt ít hơn. Nó lợ. Không, nó ngọt á, kiểu giống nho vậy á. Giống nhưng mà nho. Nó không có ngọt bằng nho. Mà có ngon không? Ngon. Ngon hả? Đồ. Cái hộp đó hình như tầm mấy hay trăm gì đúng không? Em đâu biết đâu, không có nhìn giá. Tầm mấy á, vợ. Với lại em có một sô-cô-la nữa. Ờ. Đây, sô-cô-la Snicky. Ê, có trái chua. Tùy trái rồi, trái cuộc sống rồi. Uống cà phê vô nè, cho đỡ đen. Thôi đắng. Cho em uống Snicky nè. Nhiêu 100k. Nhiều hơn 100k. 99k. Cái hộp này là 99k nha các bạn. Wow, sô-cô-la ngon quá à. Vậy là em sắp xếp là món này món chính nè. Ờ. Phụ, tráng miệng. Uống cà phê nha, uống cà phê súc miệng. Ok, tụi mình ăn nha các bạn. Uống anh ta súc miệng. Ở đây mình thấy có một cái máy photo các bạn. Máy hình hình photo gì nè. Ở đây có giá là nha. Hình 2 tấm là 30 ngàn, 4 tấm là 50, 6 tấm là 60, 8 tấm là 80. Tám tấm lại ờ 200 ngàn là 20 tấm, 400 ngàn 40 tấm. Rồi ăn trước trả tiền sau. Rồi đầu tiên là chúng ta sẽ truy cập vào poft.cờ, sau đó bắt đầu điền cái mã này và kết nối cái máy này với lại điện thoại và chơi thôi. Ừ, máy nó có cảm ứng hả? Cảm ứng mà. Rồi ok Quốc đi. Rồi anh em mình làm tấm đi. Làm tấm hả? Rồi chúng ra có đẹp gì không ha? Rồi ok. Không phải lưu rồi sao? Trời ơi chắc full bộ nhớ rồi.
mặt đơ luôn. Được chưa? Rồi. Rồi ok, kết nối thử coi em. Rồi đầu tiên là vô BOTT.cc và điền mã 8157. Chọn là con trai của chó. Hộp lo. Chọn ảnh vô. Chọn ảnh hồi nãy. Rồi, một ảnh với ảnh nào được hộp dịch thử coi. Phải xuyên gao vàng của em. Rồi ok, quất. Gao vàng. Úp lo lên, đang thời gian úp lo. Nó đang úp lên nha các bạn. Đó, nó lên, rồi lên 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 rồi rồi chọn đi chọn đi chọn đây nè. Ủa chứ không phải chọn đây hả? Ai biết rồi, úp xong rồi, úp xong rồi, tiếp tục đúng rồi. Giờ mình bỏ tiền vô đây nha bạn. 10 ngàn lấy không? Rồi thêm 30 ngàn nữa hả? À bỏ thêm nữa cái gì á? 10 ngàn gì à? 100 ngàn mới 18 thêm 1 năm 20 ngàn đúng không? 10 ngàn 100 ngàn hả? Đó nè chú tiền. Đây 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 đây, từ đây cập nhật rồi, ok. Ôi dạ. Đeo úp lo. Bạn ai? Bạn dễ. Đang còn ba mấy giây nữa, đang chờ. Là mình chuẩn bị ra hai tấm hình ngay trong này nè. Lôi ra mình toàn cảnh coi. Ôi trời ơi, gió nó phê vậy. Giấm tí rồi mày. Gió phê. Đang chờ. 15 giây nữa. Mua đậu giờ gãy đậu. Ôi đồ gãy đầu về, gãy đầu. Trời ơi. Ủa sao dính lại rồi, bẻ chưa bẻ được á, bẻ thử coi. Bẻ được đúng không? Bẻ nó gãy đó. Đó, đây. Đô. Ố đẹp á. Đô. Thôi 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 cầm coi. Sao nhìn anh bóng bẫy vậy? Sao hình vậy mà vô hình của tụi con chẳng hay dữ vậy trời. Mình bỏ tiền vô là nó ra à con. 30 ngàn được 28. Hay ha. Đây mình được tấm hình mặt mình hơi ngáo miếng, ăn cũng ngáo giống y luôn. Có quỷ tí là tươi à. Còn ở đây là nó in hình siêu nhân vàng của nó. Gao vàng. Nhìn không ra gì hết luôn mày. Đi vòng. Alo bên kia bắt tay lên cá được. Rồi ok em lên hình luôn nè. Chào á. Dạ. Rồi nha. Rồi tấm này dài lên hình hờ luôn. Kỷ niệm tem ha. À. Rồi ok, còn này siêu nhân vàng này cho anh tí về bỏ đầu tủ. Này hờ luôn. Hờ luôn. 3 x 4. Rồi hiện tại là 6 giờ tối các bạn. Ở ngoài trời tối rồi nha. Đây ngoài bãi xe là tối hôi tao bắt đèn rồi. Bây giờ tụi mình đang ở trên cái lầu bãi xe các bạn. Bây giờ mình sẽ bốc hầm luôn nha. Lần này thì trộm được một đống trồng vỏ nè. Bỏ cái lá hầm giờ tao trồng vỏ nha. Đứng xa xa qua đây này nha, đừng có nhìn vô nha. Xào lên. Rồi ok bốc đi. Ông nhìn nha, trai đẹp nha. Ê giống anh Phong nữa hả? Rồi xong phiền ăn nữa rồi. Màu trắng đầu sao đen dữ ta? Sao hồi sáng hồi trưa là màu đen, còn buổi tối là màu trắng, còn tí là xanh lá. Còn của anh là màu gì vậy? Dở cho anh thử cái coi. Rồi á. Màu đỏ. Phải không? Đỏ hay hường hả? Đỏ hay kìa. Màu sáng màu cam, màu sáng màu cam. Giờ màu đỏ. Màu xanh kia giờ màu xanh. Ô hay chứ hả? Màu sáng nó xanh dương, giờ tối nó xanh lá cây, còn mình hồi sáng là màu cam, còn chiều tối là màu đỏ nha. Sáng nó đen, giờ nó trắng. Có vàng trợn không mà chưa thật các bạn. Là còn lại ba lá hâm này là để sáng mai chơi nha. Ok mình giữ đây lại. Còn ba lá hâm này là mình sẽ để dành sáng mai chơi. Đúng chui luôn trời. Ok bây giờ sẽ đi xuống kiếm đồ ăn tối nha. Phan không? Phan anh Ti. Đây đi gặp Phan đây luôn các bạn. Rồi, cảm ơn. Rồi, đi chơi vui vẻ ha. Rồi tụi mình sẽ quyết định ăn lẩu với bạn. Tại trong món lẩu nó có rất là nhiều màu luôn. Vô đây là dĩa rau là gồm có là cái này mình không ăn được bỏ qua nha. Sẽ có nấm màu trắng nè, cải trắng nè, là của ăn nè nha. Cái xanh này của em mà. Đây là trắng mà. Xanh mà. Thời nay em ăn rau muống nè, màu xanh là rau muống nè. Đó. Nói chung là dĩa rau là có rất là nhiều màu nè. Rồi tiếp tục bên đây. Ở bên đây thì chúng ta có cá viên là màu trắng là của ăn nè. Rồi cái thịt này chút nấu lên đỏ là của mà màu đỏ của mình nè. Còn tôm này chút bỏ vô lẩu nó cũng ra màu đỏ là của mình luôn. Rồi đặc biệt là có dĩa bún này là màu trắng là của con ăn nè nha. Quyền ha. Còn tí là nó chỉ duy nhất là nó có rau thôi. Bánh. À, ăn bánh với đại rau với uống Mirinda. Nguyên xanh nha. Ờ. Các bạn công nhận xuống dưới cái màu trắng không có gì luôn á.
Còn đây thì có một kêu heo bằng quý ăn, nó kêu heo phần cơm đó bạn. Và trong phần cơm này thì có màu xanh của một tí đem qua bên đây. Rồi màu này là màu đỏ của mình đem qua đây luôn. Là cải trắng này là tính màu trắng ha. Tính màu trắng nha. Đó. Rồi thịt bò lấy lợi nha. Thịt bò lấy lợi. Cho cameraman hả? Thịt bò cho cameraman. Tập thu thịt bò còn củ hành, củ hành này tính màu trắng luôn ha. Hành trắng mà. Đó, nói chung là ăn nó sẽ ăn cơm với lại lấy nắm luôn. Nắm màu trắng mà. Đen thì đen rồi. Đen hả? Đen là đỏ mặt cũng tính. Thôi được rồi, nói chung là ăn nó sẽ ăn cơm với lại trồng trắng nha. Đó, ăn cơm trồng trắng với ăn với bún nha em. Nó được hay với anh, nó có ly nước đá mà không có ly nước đá đó. Đồ. Nó uống bên tơ luôn các bạn, uống bên tơ nha. Full trắng luôn nha, full xếp trắng luôn. Chế thử ra màu trắng không, chế thử coi. Ừ, nó được ly đá hay ha. Ly đá màu trắng luôn đúng không? Đừng làm em. Không, màu trắng đồ. Hay trắng. Rồi uống da ua nữa hả? Rồi cái phần này là của Hoàng An nha. Phần của em sao nhìn đã bẹt quá ha, hơn em thấy từ cái bánh nè. Rồi tiếp theo là của một tí nha. Nè tí thì vút rau vút vô lẩu ăn được luôn tí. Rồi để em thôi để cái nắp này cắt màu trắng ăn ra. Rồi ok. Nè ăn cái viên chiên hải vô đây ăn. Cái viên chiên hải vô đây. Cái viên hải vô màu trắng nè. Khổ vậy. Thôi thả hết vô luôn đi. Rồi thả mau hết. Chút cái nào lựa màu ăn hả? Con đâm tính hay chứ bọn, tính con tôm đổi màu đỏ luôn. Con tôm nấu lên ra màu đỏ mà. Rồi, cái này mặc định màu xanh là hỏi chói. Rồi màu xanh của một tí luôn. Đó. Rồi cải trắng của ăn luôn. Rồi ăn ăn cơm với lại nấm, ăn cơm gì ta? Giờ ăn cơm với lại lục trắng trứng ngày sau em. Nó nhạt nhẽo lắm anh thiệt. Nhạt nhẽo lắm hả? Phải chi cho miếng nước tương nó. Nước tương màu đen đâu được đâu, đâu được. Cũng nhạt nhẽo luôn. Ngay như cải trắng rồi chứ củ hành nữa. Ở trong cái lòng đó là màu đỏ là màu trắng là của em ấy. Wow. Wow. Cái này là tôm hùm đất các bạn. Mình mua tôm hùm đất ăn thử nha. Đây tôm hùm đất có cái sốt màu đỏ rất là đã luôn. Xanh hơn chứ vậy? Màu đỏ mà, cái này màu tính này là màu vàng không được ăn ha. Ok, nói chung là bắp bỏ qua nha, mình ăn tôm hùm đất các bạn. Đây. Đây mình sẽ ăn thử tôm hùm đất. Cái con tôm hùm đất này là cái đầu của nó bự khủng bố như vậy nè. Mà cái đít của nó có chút xíu à. Để mình thui ra thử nha. Sao ăn ta? Cho lấy tay ăn luôn quá. Đó, gị một cái nó ra nguyên con như vậy nè. Sao nó mùm thôi. Trời ơi. Đúng đã luôn. Anh ăn vậy, Sơn Hào hãy vậy, em ăn cơm trắng được vậy, anh mới chia sẻ em chứ. Quá đã luôn. Nói chung là ăn lại ăn cơm trắng với lại trứng lòng trắng, còn mình thì ăn tôm hùm đát nha. Còn ông nội tí em mới làm đổ nước các bạn. Giờ ngồi lao kìa. Đâu được uống đá đâu, bù lại đâu được uống đá giống em đâu. Cần gì đá, ăn tôm, ăn cái tôm hùm đát này là không cần đá. Nói chung là dễ ăn đó bạn, chúng ta chỉ cần nắm cái đuôi đó vậy nè. Thì nó cắn này là gị ra nguyên con luôn. Thiệt không? Thiệt. Rau ra hồi. Từ. Nóng quá. Đây mình sẽ tách nó ghi ra là đây là vỏ này, còn đây là thịt nè. Rất là đơn giản luôn các bạn. Cho nó ăn rất ngon. Đợi nó ăn là em ăn xong hết cơm luôn anh. Nó nãy nó lay quay một tí đồng hồ. Uống bia xanh. Ăn bánh. Đù, lấy đồ hơi sớt hết đồ. Ghê à. Nó có bánh nó có dính màu trắng của con ăn đó kìa. Ăn nó bọng được rồi. Ngon quá. Không cơ ăn lẩu luôn nè. Đó. Ăn được cá viên chiên nè, cá viên nè. Đó cho đỏ hết nguyên nồi rồi. Còn tí thì ăn rau, còn mình nè ăn tôm này nha. Tôm. Rồi tí ăn rau muối đi. Rồi ok, nói chung là hôm nay là tụi mình ăn đơn giản vậy thôi các bạn. Chỉ có mình là đặc sắc thôi à, mình rất là may mắn luôn. Nói chung là bóc màu đỏ là có rất nhiều đồ ăn các bạn. Có cua háp nè. Rồi gì nữa ta?
mực nè, tôm nè, rất là nhiều món màu đỏ luôn. Rồi kết quả là mình vừa mới tép xong cái dĩa tôm hùm rác các bạn, ăn rất là phơi luôn. Nói chung là vô màu đỏ ăn đã cháy bùi chét luôn á. Còn ăn thì nó được vừa mới trải nghiệm cái cảm giác hồi xưa là ăn cơm không với lại ăn bún không. Rồi vô dâu này hình như là nó mua nhầm sữa không có đường. Cảm giác này sao em? Đời thiệt nhạt nhẽo. Có chữ không đường bự chà bá lửa vậy luôn mà nó không nhìn thấy nè. Tí chấm nhanh đi coi. Chấm chấm màn hình nó chấm vô cái hũ sữa. À đây 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 đây. Đó đây mấy bạn thấy chữ không đường không? Và chấm vô mặt anh thấy coi. Đừng chấm vô mặt thiệt nha. À đúng rồi mặt đó đó. Không đường. Nó mua chữ không đường. Đời nhạt nhẽo. Còn tí thì bữa ăn của nó rất là nhạt nhẽo, nó chỉ có uống Mirinda xanh với lại ăn cái bánh trà xanh thôi. Nó không ăn rau luôn. Thấy nè, có mấy cọng rau muống à, nói chung là nó ăn kiêng cái này nhạt nhẽo luôn. Đúng nhạt luôn. Không luôn hả? À, gửi bà. Coi nó nuốt rồi, coi nó nuốt anh. Ôi, nó nhả kìa, nó nhả kìa. Nhả rồi, nhả rồi, nó mới nhả rồi. Nuốt, nuốt. Rồi, ok, F5 coi. Giờ nhiêu hả? 9 giờ 24 là 9 giờ gần 9 giờ rưỡi nha bạn. Nói chung là khoảng nửa tiếng nữa là hơn nửa tiếng nữa là hoàn thành cái trò chơi này. Bây giờ tụi mình tiếp tục với lại cái vỏ xe đạp nha. Chiếc xe quyền hội hả? Chiếc xe quyền hội hôm qua. Ok, còn 3 lá hâm cuối cùng nha. Cho bị úa nè. Cho lửa luôn, cho lửa luôn. Rồi. Dạ tôi rồi. Rồi, ăn màu gì ạ? Màu này màu gì? Màu này là màu hường, đâu dơ lên coi. Đây là màu hường chứ phải màu đỏ các bạn. Hôm qua là màu đỏ là đậm hơn, đây là màu hường nha. Còn mình là màu vàng. Màu tím. Đâu, dở ra coi. Anh tí là màu tím nha bạn. Màu tím nha, chứ phải màu đen nha. Màu kém gì vậy? Ok, bây giờ cả đám tụi mình sẽ vào kiếm đồ ăn sáng nha. Rồi anh tí nó tới tiền được một tím các bạn, một tím là cặp tím nha. Trái này đẹp nè, trái này dị thấu quá. Rồi lần kia đăng ký luôn. Mọi gì một tím nữa không? Hết rồi. Kè. Không có gì một tím hết á. Này là gì? Khoai mỡ nè. Khoai mỡ, khoai mỡ. Ờ, màu này một tím nè, một tím nè. Sẽ review xem thằng ăn với thằng tí ăn gì nha. Ok, sớm mơ thì thằng ăn nó quyết định nó quất cái gì ta? Nước uống lét. Latte gì nè, nước dâu rất là cá nam tính luôn nha. Bánh Oreon cũng màu thường rất là nam tính. Còn bánh bánh gì? Bánh Meiji Van Van gì nè, cũng chấm dâu màu thường luôn. À dạ, nhưng mà cái cây này màu thường nhưng mà lại cái cây lại là màu màu màu. Mày chấm vô thấy ra màu thường thử coi. Màu thấy thường chấm lúc kén coi. Lúc luôn, lúc luôn. Không lúc được hả? Được. Đó. Hết rồi, lúc là hết chiều đây rồi. Ồ, vậy là màu thường nha, cây biến thành màu thường nha. Rồi, quất. Đó. Nghe sao em? Cá tính không? Tại như màu hường là đa số là toàn hướng về dâu à. Chua. Nghe dâu vừa chua mà vừa ngọt. Chua ngọt hả? Ờ. Với sữa nè. Nói chung là ăn sáng nè, là ăn đơn giản, có chai nước, cái bánh là màu hường với lại cái Oreon gì màu hường. Đơn giản thôi. Mà mở ra có màu hường không? Anh nghĩ là nó không có hường đâu. Ấy, cái ruột màu hường, cái ruột màu hường. Ờ, đâu đâu. Em nói chung cái vỏ màu hường cũng được rồi. Ghét. Yeah. Oh. Vậy là màu hường luôn nha. Oh, IQ. Wow, quá dữ luôn. Mua bánh màu hường coi ha, gột màu hường kìa. Em mua cái này là em tính hết rồi. Uống nước thử coi kìa sao em. Full full dâu, full dâu. Này, nói chung là hôm nay là ăn rất là nam tính luôn, full dâu màu hường nha. Em mặc áo màu hường nữa là đúng bài luôn á. Bị xí à. Bị xứ. Uống coi đã không? Buổi sáng vậy là đạm bạc đúng không? Ừ. Đầy đủ dinh dưỡng cũng được rồi. Ngon. Được được á. Có chua. Vừa đủ luôn. Không ngọt lắm mà cũng vừa đủ á. Rồi tiếp theo là thanh niên vị trí màu tím nha. Mua cái quách gì tùm lum hết. Đúng, màu tím á, rất ít đồ ăn luôn đúng nhưng mà rồi, rau củ quả nhiều thì. Đúng rồi, rau củ quả nhiều màu tím lắm. Khoai mỡ 100% là màu tím. Ờ. Cái này cà tím. Cái này dù cho nó màu vàng người ta cũng tính là màu tím mà. Đúng rồi, cái nó tên là cà tím. Đúng rồi. Rồi mình có mì ý luôn các bạn ơi. Mì ý mà không bỏ sốt. Dễ lạ không anh? Dễ anh. Cứ được trụng mì là xong đúng không? Không trụng mì xong mì tóc nữa. Nói chung là mình vị trí của mình là màu vàng nên mình ăn màu vàng không bỏ sốt nha. Rồi cảm ơn anh luôn. Ủa còn chưa có khoa cái phô bay que anh. Đấy. Ủa có anh rồi ok không nhìn thấy cảm ơn nha. Rồi mình chỉ quen một tí luôn nha. Tí là nó chơi cà tím nè, khoai mỡ màu tím luôn.
đặc biệt là mình thấy có cái món này rất là lạ luôn. Tí nó bù hử nè, nó màu đỏ nhưng mà lật lên rồi. Ok, cái này là đậu bắp tím nha mấy bạn, quá dữ luôn á, có chữ luôn nha, có chữ đậu bắp tím luôn á. Nói chung là đậu bắp màu tím, cái này lạ ghê. Rồi cái này là nước nho có hột é gì đó nè, hạt chi e, đúng rồi, của Thái Lan hả. Còn cái này là gì? Cái này em biết cái tép. Mở ra ra thấy nó để bánh dẻo gì á, có màu tím không, sao nó nằm mùi dâu quá à. À cái cất gì á, gì á, trời ơi cái đồ gì ăn mà nó cái cất gì á, cái gì à? Ăn gì á, à cái lớp giấy, ăn cái lớp màu hồng màu ngoài á, ăn lớp ngoài màu đen á, ờ màu tím đó. Ăn gì nó dính cái ngắt, ăn về liếm nha, gỡ ra chứ, gỡ hết ra, gỡ ra như là cái băng keo hai mặt á, không có xé miếng rồi ăn tới đâu xé tới đó, hiểu không? Ờ như băng keo hai mặt vậy á. Đúng rồi, đó. Rồi muốn thử cái băng keo hai mặt coi. Tí nồng hồ. Tí lần đầu tiên ăn cái món hành thị nè. Chua không? Mình nghĩ là dâu đúng không? Nho. Nho hả? Ngọt. Tôi vô uống nước nho luôn. Quá giống băng keo hai mặt quá ha. Được không? Rồi còn cái này là cái gì đây? Nho luôn hả? Dở lên cái này, coi lật lên giống nãy cho anh coi thử coi. Chắc cháy quá. Chắc bị quất quá. Ờ, giống nho mà, lá nho mà. Mà chịu dễ ngon đi á. Rồi uống này thử coi. Cùi tao mới gắt nè. Đó. Uống nước nho, nói chung là tí hôm nay là nó tiếp cả đồi thông luôn á. Tiếp cả rừng chè. Đã không? Nho hả? Hù quá. Hù. Em nói rồi mà. Em biểu diễn cắn thử mấy cái tiếp này cho mấy bạn coi coi. Một tiếp của một tí hôm nay là nó rất là tốt với sức khỏe luôn các bạn. Tại rau củ không à. Cái này ăn được không ta? Còn ăn nữa, tại là bánh công nghiệp không à. Này ăn được không? Được. Ăn thử cái coi. Chạy review luôn nha, hôm nay review tận tình nha. Sao? Nhớt nhớt. Rồi tiếp theo là đến từ vị tí cà tím nha các bạn. Chắc là bự luôn. Cái này là cà tím bự thôi chứ hàng con tí nhỏ xíu à. Ok, khui ra thử em. Đó, không tí hết rồi. Trời, như thường phạt, cái này là trò chơi thường phạt cái gì các bạn. Không chắc là không được đâu. Các bạn ăn cứ bỏ á. Ờ, thôi được rồi, bỏ qua luôn. Rồi mình thì ăn cũng màu vàng thì nó thật sự là nó quá nhiều đồ ăn các bạn ơi. Mình không biết lựa gì luôn nên mình ăn đạm bạc đơn sơ như vậy. Uống xịt tin màu vàng nha. Rồi mày ý thì mình vô mình kêu không bỏ cái sốt màu đỏ lên là hành màu vàng là có thể ăn được. Còn đây là cái phô mai que nha, màu vàng luôn. Rồi ăn tét miệng thì mình ăn mít. Đây rất là đã, nói chung là mình cũng đúng rồi, đầy đủ luôn, màu vàng thật sự rất là nhiều. Để mình ăn thử mì ý mà không bỏ sốt như thế nào nha. Nhạt nhẽo. Cái gì ăn cơm không gì á, lạc nhách à. Vậy là anh phải chung cảnh tượng em hôm qua ăn cơm không. Đúng lạc luôn á, uống này vô mới được nè. Xin vàng. Có hương vị rồi. Đồ ai quy thấy không. Ngon lắm á. Ngon quá. Như ăn cơm mà bỏ đường vô vậy á. Biết không, có một tôi ăn tuổi thơ. Biết mà. Nhưng mà anh làm ơi. Hơi gắt nha. Cô bay que luôn nha. Ú gì gì nè. Thấy không, chữ bài không? Đó. Thấy chưa? Ăn, nhìn vô mặt ăn kìa ha. Mê. Thử cái không em? Không tin được luôn, anh lầy vậy luôn. À. Rất là hấp dẫn luôn á nha. Rất ngon. Em cạn lại. Nhìn thì ngon. Nhìn thì ngon thiệt nhưng mà thôi, để em ăn cái xiên của em ngon. Phải nói là nó ngán lắm các bạn. Ăn thì cũng được nhưng mà nó hơi ngán. Nhạt nhẽo quá. Đúng rồi, nó nhạt nhẽo quá. Nó chỉ ngọt ngọt thôi à. Chế gì tin vô mà không ngọt mới lạ. Không à. Em uống xong rồi nè. À nói chung là hiện tại là đã cũng hơn 10 giờ các bạn. Nói chung là hoàn thành 24 giờ ăn theo màu. Kết quả là... Đói hả? Không
Nó ăn màu tiết có gì để ăn hết, còn mình ăn màu vàng bây giờ no không chết luôn. Còn ăn no không? Đủ anh. Đủ hả? Đủ luôn hả? Tối em ăn rau không có ăn được cái gì đâu. À, nói chung là tí màu tím không có gì ăn, rồi hôm qua thì rau cũng có gì ăn luôn nên nó đẹp đói hả? Ở đây em thấy có bán kem với màu tím nè không? Bây giờ lấy em một cây vàng, một cây tím và một cây hồng. Vậy bây giờ là mình lấy kem 15 á là bỏ vô cây hay là ly 12? À, có ly hả? Rồi em lấy ly 12 đi. Cái cây cầm chảy lum ghê lắm. 3 ly. 3 ly mà 3 màu ha. Là nhiêu anh? 36.000. Wow, màu vàng là vậy. À, màu tím với này màu hay màu hồng. À, rồi, ok. Có muỗng luôn nha các bạn. À, nói chung là mình kết thúc video tại đây các bạn. Bây giờ hôm nay là yêu cầu của khá nhiều bạn luôn là chơi ăn heo màu. Chơi thực sự ăn heo màu thì nó dễ hơn ăn heo chữ cái nha. Nhưng mà heo một mấy cái màu lạ lạ như một tím, màu xanh thì hơi khó ăn chút. À, bạn nào thích video này nhấn like, chia sẻ cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Tạm biệt các bạn.